chương 951, một mình gánh chịu. Một đêm cứ như vậy đi qua. Trạng sáng hôm sau, 10 vị thất tuyệt môn gia chủ cùng với một đám tinh thông trận Pháp tu sĩ toàn bộ đều ngồi ở đạo gia trong nghị sự đại sảnh. Bạch Mộc cũng tại. Ngay cả không thiếu thất tuyệt môn đệ tử cũng đều tới tham gia náo nhiệt. Mà những cái kia đi theo sư trưởng đi tới kinh thành tham gia thất tuyệt môn thi đấu đệ tử, từng đôi mắt toàn bộ đều tập trung ở ly quan hải trên thân, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn là biết nội tình mặc dù cá nghi năm chờ sư trưởng cũng không có đem trong hoàng cung chứng kiến hết thảy toàn bộ cáo tri nhưng bọn hắn vẫn có thể đoán ra một hai mấu chốt hơn là cả giang châu thất tuyệt môn kiêu ngạo triệu truy không hiểu thấu cờ hờ kết ngay cả thi thể đều không tìm trở về càng không xử lý cái gì tan sự mà vốn nên đau lòng nhất sụp đổ cá nghi năm mặc dù dọc theo đường đi cảm xúc rơi xuống trầm mặc ít nói nước trà không tiếng nhưng chúng đệ tử luôn cảm giác bi thương của hắn không phải là bởi vì ái đồ cờ hờ kết thảm loại kia cảm xúc rất khó hình dung giống như là thương tâm bên trong tất dấu khó che giấu thất lạc. Các đệ tử sức tưởng tượng cũng là rất phong phú, lẫn nhau như thế một thảo luận, lập tức bày ra liên tưởng, đủ loại thiên mã hành không y nghĩ tầng tầng lớp lớp. Từ lúc mới bắt đầu suy đoán lung tung, càng về sau mượn dùng đủ loại manh mối, gò bó theo khuôn phép suy đoán sau lấy được kết luận. Bọn hắn đều rất thông minh, suy đoán ra kết quả cùng sự thật cũng không chênh lệch quá lớn. Trở về Giang Châu trên đường, cá nghi năm say mềm mấy trận, mấy cái nho gia đệ tử đang chiếu cố hắn thời điểm, ngẫu nhiên từ trong miệng hắn biết được không thiếu tan tành manh mối. Đem tất cả manh mối sâu chuỗi tiếp đi ra, lại dùng chúng đệ tử trí tuệ tiến hành một phen liên tưởng, đại khái suy đoán ra ngày đó trong hoàng cung đến cùng xảy ra chuyện gì, cá nghi năm vì sao duyên cớ cảm xúc thấp như vậy rơi. Đoạn thời gian trước có mấy cái người xa lạ mạnh mẽ xông tới đạo gia sơn môn sự tình truyền khắp toàn bộ thất tuyệt môn, có không ít lòng ngứa ngáy khó nhịn đệ tử khắp nơi nghe ngóng tin tức. Cũng không biết từ nơi nào thăm dò được mạnh mẽ xông tới đạo gia sơn môn người trẻ tuổi, lại chính là giả mạo triệu truy tham gia thất tuyệt môn thi đấu người thần bí chân tướng. Đoán chừng là một vị nào đó gia chủ chịu không được đệ tử quấn quyết chặt lấy, dưới tình thế cấp bách nói lộ ra miệng. Cái này tin tức lập tức ngay tại thất tuyệt môn truyền ra, cơ hồ người người đều biết. Mười vị gia chủ cũng không có ngăn cản tin tức khuếch tán, bởi vì cảm thấy không cần thiết. Hôm nay xuất hiện tại đạo gia Sơn Môn phòng nghị sự bên ngoài thất tuyệt môn đệ tử ở trong, những cái kia đi theo sư trưởng đi tới kinh thành tham gia thất tuyệt môn thi đấu, từng cùng giả triệu truy có tiếp xúc đệ tử toàn bộ đều tại chỗ nhìn về phía ly quan hải ánh mắt cực kỳ phức tạp mặt tròn sư muội cùng lúng đồng tiền sư muội ánh mắt càng phức tạp thậm chí còn ngầm u oán những thứ này thiên kỳ bách quái ánh mắt ly quan hải tự nhiên là nhìn trong mắt nhưng hắn cũng không để ý tới hạ hầu ngạo tuyết cũng đều nhìn ở trong mắt đồng dạng không để ý đến a à, liễu yếu đào tơ tốt ta cũng không treo đại gia khẩu vị ly quan hải đi thẳng vào vấn đề dứt khoát đem cỡ lớn trận pháp truyền tống cấu tạo đồ hướng về trên mặt bàn vỗ đây cũng là cấu tạo đồ thỉnh liệt vị xem qua trong nháy mắt trong đại sảnh tầm mắt mọi người tất cả đều bị trên bàn cái kia một chồng giấy hấp dẫn qua một đám tinh thông trận pháp tu sĩ con mắt càng là đột nhiên sáng lên tản ra tia sáng cắt gao nhìn chằm chằm cái kia chồng chất giấy ánh mắt sốt ruột lại cực nóng thật giống như cực đói tên ăn mày trông thấy đầy bàn mỹ thực lại giống như quỷ còn hơn cả sát quỷ nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế xâm lược tính chất mười phần tràn đầy tham lam không vội Lý quan hải cười cười vung tay lên rất nhiều chồng chất giấy bay đến tất cả mọi người tại chỗ trước mặt hắn vừa cười vừa nói tay ta chép rất nhiều phần bao no hạ hầu ngạo tuyết nghiêng qua hắn một mắt một đám tinh thông trận pháp tu sĩ nuốt nước miếng một cái tay run run tiếp nhận lơ lửng tại trước mặt một chồng giấy trong lòng vừa hưng phấn kích động lại có chút bất mãn vật trân quy như vậy há có thể tùy y sao chép thậm chí còn mỗi người một phần đâu vật hiếm thì quy loại này cỡ lớn trận pháp truyền tống bản vẽ tại đại la thiên xem như phần độc nhất tuyệt đối là mở không có tiền lệ, tuyệt đối kinh thế hải tục, không thể tưởng tượng. Mà cái này cấu tạo đồ giá trị há có thể đánh giá. Đây là vô giới chi bảo, là có thể truyền thừa muôn đời, thậm chí ngàn thế đều hưởng thụ vô tận trí tuệ kết tinh. Nếu như nắm trong tay môn kỹ thuật này, trong đó chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Kết quả ly quan hải ngược lại tốt, cấu tạo đồ quơ tới ghi chép liền chép 20 phần, mỗi người một phần, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Nếu như không phải là bởi vì ly quan hải khí tức cùng cảnh giới để cho bọn hắn nhìn không thấu, hơn nữa liền 10 vị thất tuyệt môn gia chủ cùng với hiện nay triều đình địa vị tôn sùng nhất bạch một đều đối hắn lễ đãi có thừa mà nói, chỉ sợ sớm đã có người muốn nhảy ra mắng to hắn không làm nhân sự. Dưới mắt chúng tu sĩ không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại chính mình bạo tính khí. Nói đi nói lại thì, cái này cấu tạo đồ là của người ta đồ vật, là của người ta quyền tài sản tri thức, hắn như thế nào phô trương lãng phí là chuyện của hắn, cùng mình có liên can gì. Có thể trở thành toàn bộ đại la thiên nhóm đầu tiên nhìn thấy cấu tạo đồ, hơn nữa tham dự nghiên cứu người, đã là lớn lao may mắn. Ly Quang Hải tự nhiên không biết bọn gia hỏa này suy nghĩ cái gì, hắn giữ yên lặng, không có lên tiếng, lặng lặng chờ những thứ này trận pháp đại sư đọc đồng thời tiêu hóa cấu tạo đồ bên trên có thể so với thiên thư phức tạp tin tức. Ngược lại Ly Quang Hải là xem không hiểu, hơn nữa tâm tư khác cũng không ở trên phương diện này, không có hứng thú gì, cho nên lười nhắc tốn tâm tư đi tìm hiểu, lưu cho cảm thấy hứng thú người đi đau đầu là được rồi. Như thế chờ đợi ròng rã gần nửa canh giờ, bên trong đại sảnh đám người từ sau khi ngồi xuống liền không có chuyển qua một chút, càng không đi qua một bước toàn bộ đều tại tập trung tinh thần đọc lấy trong tay cấu tạo đồ rất là nghiêm túc bạch một đồng dạng nhìn nhập thần lại qua rất lâu lần lượt có người thả phía dưới bản vẽ nhắm mắt lại như đang ngẫm nghĩ ly quan hải thấy mọi người đều tiêu hóa không sai biệt lắm lúc này mới cười hỏi như thế nào đoàn người đừng đều không nói lời nào phát biểu một chút riêng phần mình cách nhìn đi một cái sẹo mụn khuôn mặt trận pháp đại sư nói không thể tưởng tượng một cái phát lượng lư thư trận pháp đại sư nói khó có thể tin một cái lớn một khỏa bà mối nốt rùi trận pháp đại sư ngón cái cùng ngón trỏ vân vê bà mối nốt ruồi bên trên một cây lông đen nói thiên mã hành không ly quan hải liếc mắt không phải để các ngươi phát biểu cảm tưởng nói cho ta biết có thể làm được hay không nên làm như thế nào phải chuẩn bị những thứ gì đồng dạng tinh thông trận pháp đạo gia gia chủ nói từ những thứ này cấu tạo đồ đến xem trên lý luận là có thể được chỉ là công trình sẽ cực kỳ khổng lồ hơn nữa cuối cùng có thể làm được hay không cũng không dám cam đoan dù sao toàn bộ đại la thiên cũng không người thử qua loại chuyện này cho nên không dám hứa chắc chắc chắn có thể thành công. Ly Quang Hải khoát tay, cái này không cần lo lắng, chỉ cần dựa theo cấu tạo đồ bên trên miêu tả một so một trả lại như cũ, nhất định có thể thành công. Hắn dừng một chút, lại hỏi, đại khái phải bao lâu? Đạo gia gia chủ cùng một đám giang hồ tu sĩ nhìn nhau, cấp ra một cái so sánh bảo thủ thời gian, nếu như tài liệu đầy đủ mà nói, đại khái cần một người, trong lúc đó cần vận dụng nhân lực vật lực còn có tài lực khó mà đánh giá, ta. Nói còn chưa dứt lời, bạch một đã mở miệng, cái này không cần lo lắng, cần tất cả tài liệu cùng tiền tài, từ ta Bạch Vương Phủ một mình gánh chịu. Chương 952, màu xanh lá cây sương mù. Hảo khí phách. Hét lớn một tiếng cả kinh tất cả mọi người toàn thân khẽ run rẩy. Người khác đều không nói chuyện đâu, Ly Quang Hải thứ nhất giơ ngón tay cái lên trống lên hét to, mặt lộ vẻ nghiêng đeo nói, thế tử điện hạ tuổi còn trẻ, lại hiểu rõ đại nghĩa, lần này có đại danh đỉnh đỉnh Bạch Vương Phủ trợ lực nghiên cứu phát minh cỡ lớn trận pháp truyền tống, tin tưởng cuối cùng nhất định sẽ lấy được thành công, Hắn lợi nữ thần nhất định sẽ quan tâm chúng ta những thứ này toàn tâm toàn y dấn thân vào nghiên cứu sự nghiệp si nhân. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn quanh trong sảnh đám người, ánh mắt kiên định từ mỗi một vị tinh thông trận pháp tu sĩ trên mặt đảo qua, ngón tay cũng nhất nhất chỉ qua đám người. Mà các ngươi sẽ trở thành lưu danh bách thế đại nhân vật, bởi vì là các ngươi khai sáng đại la thiên không có tiền lệ. Là các ngươi thực hiện từ không tới có, từ đầu đến một đại đột phá. Càng là các ngươi lật đổ truyền thống quan niệm, cho toàn nhân loại mới tín ngưỡng cùng hy vọng. Ly Quang Hải đứng lên, phần này chỉ cao vinh dự vô thượng không thuộc về ta, mà là thuộc về các ngươi, thuộc về các ngươi những thứ này đáng kính nể người. Đám người trợn mắt hốc mồm, cả đám đều lớn chịu rung động. Một đám sắp tham dự vào xây dựng cỡ lớn trận pháp truyền tống tu sĩ càng là kích động đến nhiệt huyết sôi trào, cảm giác huyết dịch trong cơ thể đều muốn bị Ly quan Hải lời nói này cho đốt lên, trong đầu không bị khống chế hiện ra kiến tạo thành công cỡ lớn trận pháp truyền tống sau đó sẽ có được chỗ tốt cùng với thiên đại vinh quang. Càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng hưng phấn, cầm cấu tạo đồ tay cũng bắt đầu run rẩy hạ hầu ngạo tuyết môi đỏ giật giật khóe môi câu lên một cái cực nhỏ đường cong hơi hơi dương lên thu mai cùng phạm đồng hai mặt nhìn nhau thần sắc cổ quái âu dương thư cần liên tiếp ghé mắt phòng nghị sự bên ngoài xem náo nhiệt thất tuyệt môn các đệ tử đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc giống như là gặp cái gì vượt qua bản thân nhận thức sự tình ly quang hải xem xét bầu không khí cô đậm không sai biệt lắm khích lệ cũng không xê xích gì nhiều thế là tọa hồi nguyên vị âm thanh bình tĩnh cười nói, xem ra tất cả mọi người có tất thắng quyết tâm, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền khởi công A. Hảo! Chúng tu sĩ cùng kêu lên đáp ứng. Kế tiếp mọi người phân công bận rộn, một số người phụ trách đi thu thập kiến tạo cỡ lớn trận pháp truyền tống cần tài liệu, một số người tuyển định kiến tạo trận pháp truyền tống vị trí. Còn lại một nhóm người phụ trách đem cấu tạo đồ nghiên cứu triệt để, chính là trước tiên đem ly luận phương diện ly giải thông thấu, miễn cho thu thập đủ tài liệu khởi công lúc luống cuốn tay chân, tiền hậu bất nhất phạm sai lầm. Ly quan Hải là giám sát, nhưng hắn cái này giám sát nên được cũng không xứng chức, hơn nữa một cộng lông đều không trả giá, tất cả đều là Bạch Vương Phủ đi lo lắng cùng suốt tiền túi, căn bản chính là tay không bắt sói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cấu tạo đồ là hắn lấy ra, nếu như không có những bản vẽ này, chỉ bằng thế giới này trận pháp tiêu chuẩn, đoán chừng lại phát triển cái hơn ngàn năm thậm chí là mấy ngàn năm đều chưa hẳn có người có thể kiến tạo ra cỡ lớn trận pháp truyền tống. Cho nên hắn nhìn như không có ra tài xuất lực, kỳ thực là cống hiến cùng trả giá lớn nhất một cái kia, nếu như đổi thành người khác, chịu đem bản vẽ lấy ra chia sẻ mới là lạ chứ. Tất cả mọi người rất hưng phấn, người người nhiệt tình mười phần, tinh thần gấp trăm lần. Lại thêm tài đại khí thô, nhân mạch trải rộng đại la thiên bạch vương phủ hết sức giúp đỡ, không có mấy ngày liền đem kiến tạo cỡ lớn trận pháp truyền tống cần tài liệu chuẩn bị đầy đủ, liền chờ khai công. Kiến tạo cỡ lớn trận pháp truyền tống vị trí cũng đã chọn hảo, tất cả mọi người đều ma quyền sát trưởng, kích động thất tuyệt môn gia chủ nhóm cũng hăng hái động viên chúng đệ tử tham dự xây dựng cỡ lớn trận pháp truyền tống công trình đương nhiên bọn hắn chỉ là phụ trách làm một ít vặt vảnh việc vặt vảnh tham dự không đến hạch tâm hạng một công trình ở trong đi nhưng thất tuyệt môn các đệ tử lại không có lời oán giận ngược lại tinh thần phấn chấn đồng dạng là nhiệt tình mười phần bởi vì có thể tham dự đến loại này nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách đại công trình đã là một vinh quang to lớn bọn hắn còn chỉ sợ không để hỗ trợ đây nơi nào còn sẽ có lời oán giận a à. khởi công ngày đó Ly Quang Hải đái lấy hạ hầu ngạo tuyết thảnh thơi tự tại xuất hiện tại thi công hiện trường, tư thế kia, rất giống tới thi công hiện trường xem xét tiến độ bất động sản lão bản. Nhán một cái hơn 10 ngày thời gian trôi qua, dự tính kỳ hạn công trình muốn so sớm định ra càng dài nửa tháng, cái này ngược lại là không quan trọng, nhiều 15 ngày cùng thiếu 15 ngày đối với Ly Quang Hải tới nói không có gì sai biệt. Lúc ngày thứ 17, tại gian phòng của mình lĩnh hội lôi âm phục ma điển tâm pháp thiên Ly Quang Hải bỗng nhiên mở to mắt, mặc dù mắt nhìn phía trước, nhưng trong tầm mắt hình ảnh xuất hiện lại cũng không phải là căn phòng mờ tối, mà là một tòa bị sương sớm tràn ngập sơn cốc. Đây là thuộc về ma niệm phân thân ánh mắt, hắn cùng với ma niệm phân thân tâm y tương thông, đối phương trông thấy cái gì, hắn cũng sẽ trông thấy cái gì. Ma niệm phân thân bị hắn lưu lại sơn cốc dám nhìn thần bí hoàng tộc lão giả, lão trường thời gian đều không cái gì dị động, cho tới hôm nay cuối cùng có động tĩnh. Liên tiếp hơn 10 ngày đều chưa từng nổi sương mù sơn cốc, hôm nay lại nồng vụ tràn ngập, hơn nữa còn là màu xanh lá cây sương mù, nhất định có gì đó quái lạ. Ly Quang Hải tâm niệm khẽ động, bản thể Na Di đến xa ngoài vạn dặm ma niệm phân thân chỗ. Đây là ma niệm phân thân tác dụng lớn nhất, bất luận ma niệm phân thân tới nơi nào, chỉ cần cùng bản thể không liên lạc được đánh gãy, chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể trong nháy mắt xuất hiện ở tại vị trí, có thể xưng khó giải. Ly Quang Hải nhìn xem nồng lục sương mù tràn ngập phía dưới sơn cốc, nhíu mày, như thế nào là màu xanh lá cây? Kỳ thực lục màu sắc này thật đẹp mắt, đáng tiếc bị quán thâu một cái không tốt đại danh từ, cho nên bây giờ khiến cho màu sắc này rất không nhận người chào đón, Điểm xấu. Nhưng bao phủ xuống phương sơn cốc sương mù màu lục lại là một loại khác biệt lục, này lục không phải kia lục, này lục xem xét liền có độc, đoán chừng cùng minh sơn tuyệt mạch âm khí một dạng, chạm vào thì cơ hờ, kết. Thế nhưng chút tiếp xúc đến sương mù màu xanh lá cây hoa cỏ cây cối, cũng không có khô héo héo tàn dấu hiệu. Chẳng lẽ cái này sương mù màu lục không có độc? Tính toán mặc kệ, đi vào trước xem. Ly Quang Hải cũng lười động não suy tư, trực tiếp chống lên hộ thể chân khí, thân thể đắp xuống, một cái lặn xuống nước đâm vào lục sắc trong sương mù dày đặc. Có đôi khi hắn chính là một cái mãn phu, khi mãn phu mặc dù rất mãn phu, nhưng không cần động não suy tính cảm giác thật sự rất không tệ. Hơn nữa hắn nghĩ thầm lấy tu vi của mình, coi như gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể toàn thân trở ra, mãn phu một lần không ảnh hưởng toàn cục. Phía trước sở dĩ không có để cho ma niệm phân thân tùy tiện tiến vào sơn cốc điều tra, chính là sợ đã thảo kinh xà. Có khác một cái nguyên nhân chính là lúc đó Ly quan Hải đang bận rộn sự tình khác, không nóng nảy giải quyết hoàng tộc lão giả, cho nên vẫn dây dưa đến nay. Vào sơn cốc, lúc này mới phát hiện chung quanh sương mù căn bản không phải màu xanh lá cây mà là màu đỏ. Ly Quang Hải nhíu mày, chẳng lẽ mình màu đỏ xanh mù? Mở ra ma chủ chi nhãn, đúng là màu đỏ, không có nhìn lầm. Quái sự. Ly Quang Hải lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục phá sương mù tiến lên. Chương 953, Thế giới dưới đất. Dần dần, hắn phát hiện những thứ này nhìn như là lục sắc, kỳ thực vì màu đỏ sương mù lại có rất mãnh liệt ăn mòn hiệu quả, cùng không đầu yêu vật Salet có chút giống nhau, chống tại bên ngoài cơ thể hộ thể chân khí lại bắt đầu bị suy yếu một chút biến mỏng trở nên nhạt cái này có thể không làm khó được hắn hộ thể chân khí là từ tự thân pháp lực để duy trì chỉ cần pháp lực không khô kiệt hộ thể chân khí cũng sẽ không tán còn có thể vô hạn chữa trị ly quan hải tự thân pháp lực vốn là uyên bác như biển thêm nữa thể nội có một gốc có thể sinh di động nước suối tạo hóa thần thụ pháp lực phương diện vấn đề căn bản cũng không cần cân nhắc hắn đang muốn điều động pháp lực chữa trị hộ thể chân khí bỗng nhiên nghĩ lại sửa đổi đường lối vận công lấy thuần dương chi lực cấu tạo hộ thể chân khí. Chỉ một thoáng kim quang hiện lên, thân thể khỏe mạnh giống bị một khỏa hình bầu dục kim sắc viên cầu gói ở, vạn độc bất xâm. Quả nhiên hữu dụng. Ly Quang Hải nhếch nhếch miệng, tăng thêm tốc độ trong sơn cốc đi xuyên, bay lên bay lên cảm giác có chút không thích hợp. Như thế nào càng đi chỗ sâu, không khí liền không lưu động đâu, cơ hồ dừng lại. Bên ngoài thung lũng mặc dù cũng tại sương mù phạm vi bao phủ bên trong, nhưng vẫn là sẽ theo thanh phong cuồn cuộn, hoặc bị thổi bay nhưng nơi này sương mù hoàn toàn là bất động, chứng minh căn bản không có gió thổi vào trong sơn cốc. Nhưng làm sao có thể chứ? Mảnh sơn cốc này tương tự nhất tuyến thiên, gió thổi lên sơn cốc lúc đặc biệt mà mãnh liệt, làm sao có thể đến nơi này không có nửa điểm không khí lưu động đâu. Trong lòng Ly Quang Hải mặc dù sinh nghi, nhưng hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, tự tin có thể ứng phó hết thảy tình trạng đột phát. Trong cốc này sương mù tám thành là hoàng tộc lão giả làm ra quỷ đồ vật, bất quá không sao, chính diện cương cũng không sợ, tại sao phải sợ hắn làm loại thủ đoạn thấp hèn này hay sao? Có câu nói là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, sự thật cũng chính xác như thế, nhưng vẫn là câu nói kia, ly quan hải kẻ tài cao gan cũng lớn. Tiếp tục hướng về sâu trong sơn cốc mà đi, vừa bay ra hơn trăm mét đã nhìn thấy phía trước mặt đất xuất hiện một cái thẳng đứng hướng phía dưới, đường kính có 3 đến 5 phút rộng hình tròn cái hố, sâu không thấy đáy. Tràn ngập toàn bộ sơn mạch cùng sơn cốc sương mù chính là từ phía dưới tràn ngập ra. Trông thấy cái này cái hố trong nháy mắt, Lý Quang Hải trong đầu lóe lên y niệm đầu tiên chính là lão gia hỏa kia đào đất động chạy trốn. Thế nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy đường đường hoàng thất lão tổ, có thể sánh vai hợp đạo cảnh cường giả tuyệt đỉnh sao lại bỏ đi tôn nghiêm, học lên chuột đào hang tới đâu. Nhưng nếu như không phải vậy, cái động này lại là chuyện gì xảy ra đâu. Càng nghĩ không có kết quả, Lý Quang Hải dứt khoát không còn lãng phí tế bào não. Phía dưới đến tục cùng có gì đó cổ quái, đi xuống xem một chút chẳng phải đều biết. Bất quá hắn vẫn lưu lại một tay phân ra ma niệm phân thân bay khỏi cốc bên ngoài chờ nếu quả thật thân gặp phải cái gì không giải quyết được nguy hiểm cũng có thể trước tiên na di xuất cốc bên ngoài bất quá nói đi thì nói lại nếu như gặp phải liền chân thân đều không giải quyết được vấn đề đến lúc đó tám thành cùng ma niệm phân thân dung hợp một chiêu này cũng không dễ sử dụng tính toán đi một bước nhìn một bước a à. ly quan hải một cái lặn xuống nước đâm vào không biết thông hướng nơi nào dưới mặt đất cái hố bên trong toàn thân lập lòe kim quang như một quả bị sương sớm bao phủ thái dương sương sớm mặc dù nồng nhưng căn bản không cách nào che đậy kính Thái Dương huy quang. Địa động phía trên đường kính tại khoảng 3, 5 mét, càng hướng xuống càng rộng, vách đá hình dạng cũng biến thành bất quy tắc, không giống như là nhân công mở, càng giống là tự nhiên tạo thành. Nói đi nói lại thì, muốn dựa vào nhân lực đào ra như thế cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, hắn công trình lượng đoán chừng đủ xây lên một tòa hoàng cung. Ở đây thật sự rất rất lớn, không khỏi làm ly quan hải nhớ tới ma tộc hậu nhân ẩn thân thế giới dưới lòng đất. Chẳng lẽ Đại La Thiên dưới mặt đất cũng có ma tộc ẩn thân? khả năng không lớn bởi vì căn cứ a sơ các nàng miêu tả cuối cùng thánh chiến hồi cuối lúc chỉ có ma chủ một người cùng mọi người tộc trưởng tay áo đánh vỡ thời không hàng rào đi tới đại la thiên cũng không có cái khác ma tộc tộc nhân đi theo chẳng lẽ là ma chủ tránh thoát một kiếp may mắn sống tiếp được tiếp đó tại cái này đại la thiên cưới mấy chục cái xinh đẹp tức phụ nhi mà cái này dưới đất cái hố chính là ma chủ cùng hắn những cái kia tức phụ nhi sở sinh hậu duệ chỗ ẩn thân ly quang hải nhanh chóng lắc đầu âm thầm trách móc chính mình gần nhất như thế nào tinh thần như vậy không tập trung lúc nào cũng ưa thích suy nghĩ lung tung, đây là địa phương nào, khắp nơi nguy cơ tứ phía, há có thể suy nghĩ viễn vông. Thực sự là không nên a. À. Hắn mặc niệm thanh tâm chú, bài trừ tạp niệm, cố thủ bản tâm, rồi mới từ vừa mới hoảng hốt trong trạng thái quay trở lại. Trác, sương mù này quả nhiên có vấn đề. Hắn gắt một cái, nghĩ thầm chẳng trách mình người đứng đắn này kể từ vào núi cốc trở nên không đứng đắn, lúc nào cũng khống chế không nổi đi suy nghĩ lung tung chứ, nguyên lai là này đáng cơ hờ, tết vừa đỏ lại xanh sương mù dở trò quỷ rõ ràng đã dùng hộ thể chân khí phòng thủ, làm sao vẫn bị ảnh hưởng đến tâm thần đâu. Trong đầu đang nghi hoặc đâu, người cũng đã rốt cuộc. Cước đạp thực địa, đưa mắt xem xét, đồng tử chỗ sâu lưu chuyển xích quang phun lên con ngươi, chung quanh nhất thời sáng như ban ngày. Kỳ thực cũng không phải ở đây sáng lên, mà là trong tầm mắt của hắn, chung quanh sáng như ban ngày. Mới vừa rồi còn không có chú ý đâu, bây giờ mới phát hiện ở đây rộng lớn đến vượt mức bình thường, nếu như không phải biết mình thân ở thế giới dưới đất, Ly Quang Hải thậm chí có loại thân ở mênh mông vô ngần bình nguyên ảo giác, bởi vì thật sự quá rộng lớn, vô biên vô hạn. Ngẩng đầu đi lên nhìn, đúng là dưới đất, chỉ có điều đỉnh chóp tầng nham thạch khoảng cách rất xa, ít nhất cũng có hơn ngàn mét. Xem nhẹ đỉnh đầu tầng nham thạch cùng ở đây đưa tay không thấy được năm ngón tia sáng, cùng với cơ hồ không có cỏ gì bản thực vật sinh trưởng đặc điểm đến xem, ở đây kỳ thực cùng mặt đất không có gì khác biệt. Vẫn là câu nói kia, rất rộng, thật sự rất rộng. Bây giờ đã biết tin tức có hai cái, đệ nhất chính là cái này bao la đến không thể tưởng tượng nổi thế giới dưới đất chắc chắn không phải hoàng tộc lão giả mở mặc dù tu vi của hắn có thể sánh vai hợp đạo cảnh cường giả nhưng muốn mở ra dạng này một cái thiên mã hành không thế giới dưới đất trong thời gian ngắn như vậy căn bản là làm không được đã biết thứ hai cái tin tức là hoàng tộc lão giả đã trốn không còn hình bóng điểm này kỳ thực tại ly quang hải nhìn thấy động cửa vào thời điểm liền đã có chuẩn bị tâm lý sở dĩ còn muốn xuống cũng là nghĩ xác nhận một chút vạn nhất không có trốn đâu đúng hay không hiện tại hắn ngược lại là đối với hoàng tộc lão giả trốn không có trốn không quan tâm, hắn quan tâm hơn chính là cái này có thể xưng quỷ phủ thần công thế giới dưới đất đến cùng là từ đâu mà đến, có tác dụng gì. Chẳng lẽ nói trên đời tồn tại như thế một cái sinh hoạt tại dưới đất bộ tộc, không thể gặp dương quan, đời đời ở đây sinh sôi. Ly Quang Hải lần nữa mặt niệm thanh tâm chú. Tại sao lại bắt đầu suy nghĩ lung tung đâu? Nhớ tới nhớ tới, bỗng nhiên cảm giác nơi nào có chút không đối với ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh thế mà không có sương mù, nửa điểm cũng không có, chương 954, Pháp Đức Chiến Báo. Quá sự, địa động này rõ ràng là những cái kia vừa đỏ lại xanh của quái sương mù đầu nguồn chi địa A, vì cái gì đến nơi này cái hố phía dưới, ngược lại nửa điểm sương mù cũng không thấy được. Ly Quan Hải giỏi mắt trông về phía xa, ánh mắt nhìn về phía trăm dặm có hơn, ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá, ngoại trừ tảng đá giữa khe hở sinh trưởng vài cộng không biết tên cỏ dại, cũng không còn khác đáng giá chú ý đồ vật. Giờ khắc này hắn có loại cảm giác rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt, cái này thế giới dưới đất thật sự là quá lớn, cũng không có biển báo giao thông gì, bốn phương tám hướng đều trong không đến phần cuối, nên đi chạy đi đâu đâu. Ly Quan Hải quyền nhất định một phen. Lúc này triệu hồi ma niệm phân thân, điều động hắn hướng về bắc đi. Chính mình thì đi về phía nam đi. Cái này biện pháp đần độn, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành dạng này. Một người một phân thân không lại trì hoãn, lập tức xuất phát. ở đây rất giống sa mạc bãi, mặt đất cũng không bằng phẳng, loang loang lỗ lỗ. Nếu như đi bộ lời còn không muốn biết bị bao nhiêu tội. Còn tốt Lý Quan Hải là dùng bay kề sát đất phi hành tốc độ cực nhanh không bao lâu liền thi triển tật lôi thần tung lướt ra ngoài mấy ngàn dặm khoảng cách sở dĩ không phối hợp không gian phù văn sử dụng là bởi vì vận dụng không gian phù văn mà nói khó tránh khỏi bỏ lỡ dọc đường rất nhiều cảnh vật bạn nhất bỏ sót cái gì trọng yếu địa điểm làm sao bây giờ nửa chén trà nhỏ sau ly quang hải trong tầm mắt xuất hiện một góc hình thù kỳ quái cổ thụ khoảng cách rất xa liền có thể trông thấy nó đột ngột từ mặt đất mọc lên dọc theo đi cành cây dương nanh múa vuốt không biết tại sao nhìn xem có chút kiếp người cách tới gần xem xét tỉ mỉ, phát hiện cây này trụi lũi, nhạt nhẽo, hiển nhiên đã cơ hờ kết có một đoạn thời gian. Có thể trên thân cây lượng nước tự hồ còn không có hoàn toàn trôi đi. Vì nghiệm chứng cái suy đoán này, Ly Quang Hải đưa tay đi lay vỏ cây, vỏ cây bởi vì nghiêm trọng thiếu nước trở nên 10 phần yếu ớt, căn bản không cần tách ra, đụng một cái liền đi. Bẻ một tảng lớn, bên trong thân cây quả nhiên có chỗ vô ích, sờ lên còn có chút ướt ác đâu. Chẳng lẽ cây này vừa mới cơ hờ kết không bao lâu? Cái kia này liền kỳ quái, Cây nội bộ còn có lượng nước lưu lại, vỏ ngoài lại yếu ớt đến đụng một cái liền đi, cái này trước sau mâu thuẫn nha. Ly quan Hải trong lòng càng nóng nảy, trực tiếp một chưởng đánh vào trên thân cây. Hắn trưởng lực cỡ nào cương mãnh hùng hậu a, à, nhưng nghiêng núi đổ hải, ngay cả thiết thành cũng đỡ không nổi, huống chi một cây như vậy cỡ khoảng cái chén ăn cơm sắp cơ hờ, tất chi thụ đâu. Kép. Cây khô ứng thanh mà đoạn, đứt gãy trong cây khô lại bay ra một đoàn bạch quang, giữa không trung dừng lại chốc lát, dạo qua một vòng, cấp tốc đi xa. Cơ hồ là cùng lúc đó, Ly Quan Hải cảm giác được đến từ bên trong vũ trụ một cổ rung động, là tạo hóa thần thụ tại đối với hắn truyền đạt tin tức. Hắn đột nhiên nhớ tới tạo hóa thần thụ từng nói với hắn lên qua, thần thụ kỳ thực cũng không hoàn chỉnh, mà là không trọn vẹn. Đại thiên thế giới còn tán lạc không thiếu từ trên người nó phân tán đi ra linh quẩn đâu. Chẳng lẽ? Ly Quan Hải trong lòng lập tức có tính toán, không chút do dự, hóa thành một đạo lôi quan truy hướng đoàn kia hướng về nơi xa trốn tới bạch quan. Cõi đời này rất nhiều sự tình thực sự là thần kỳ a tới đây không tìm được ẩn nút hoàng tộc lão giả, lại trời xuôi đất khiến tìm gặp tạo hóa thần thụ phân tán linh uẩn. Cũng coi như không uổng công, thu hoạch không nhỏ. Thế nhưng là Bạch Quan phi động tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, so với hắn biểu tỷ song hy nguyệt song kiếm tốc độ đều không thua bao nhiêu, thậm chí càng nhanh. Hơn nửa lúc sáng lúc tối, nếu như không phải Ly Quan Hải nắm giữ ma chủ chi nhãn, đoán chừng một chút mất tập trung thì nhìn không được. Lại tới. Ly Quan Hải ghét nhất sự tình chính là truy người, nhất trò chơi chính là diều hâu bắt gà con. Hắn một bên đuổi sát, một bên lấy ra tạo vật tiên đỉnh, miệng đỉnh nhắm ngay phía trước chạy thuộc mạng bạch quang, bộc phát ra cường đại hấp xả lực. Ánh sáng màu trắng đoàn tốc độ quả nhiên chịu ảnh hưởng, nhưng hiệu quả có hạn, nhất thời bán hội nhi hoàng là đuổi không kịp. Ly Quang Hải không khỏi nghĩ thầm, nếu như lúc này âm dương nhị khí bình ở bên người liền tốt, hai bút cùng vẽ, không sợ lưu không được cái này đoàn đáng cơ hờ kết bạch quang. Đang dằn co không xong đâu, bộ ngực hắn bỗng nhiên cũng sáng lên một đoàn bạch quang, lại từ ngực bay ra, đuổi lên trước mặt Bạch Quang. Phía trước chạy thuộc mạng Bạch Quang dường như chịu đến triệu hoáng, lại ngừng lại, lộn vòng phương hướng chậm rãi bay trở về, cùng từ ly quan hải ngực bay ra Bạch Quang hòa hợp một đoàn, một lần nữa bay trở về đến trong cơ thể hắn. Ly quan hải vừa mừng vừa sợ, lập tức mở ra không gian môn hộ tiến vào bên trong vũ trụ. Vừa tới ở đây đã nhìn thấy tiểu lục chờ bảy cái huynh để tỉ muội cách tạo hóa thần thụ xa xa, mà tạo hóa thần thụ đang phát sinh biến hóa cực lớn. Trên cây tất cả xanh thần diệp đều run rẩy động, tựa như thân ở trong cuồng phong đồng dạng. Cái này ngược lại không tính là gì, càng làm cho người ta giật mình là tạo hóa thần thụ đang tại cất cao, lớn lên phải càng tráng kiện, thậm chí đều đưa tới thiên địa dị tượng. Ở đây là từ ly quan hải ý thức chủ đạo bên trong vũ trụ, bốn mùa khí hậu chờ biến hóa đều từ hắn trưởng khống, ngoại vật không thể lại để trong này sinh ra thiên địa dị tượng. Mới đầu ly quan hải cũng cho là như vậy, thẳng đến hắn đem từ trong minh sơn tuyệt mạch mang ra ma binh cắm ở bên trong vũ trụ ngọn núi cao nhất một khắc này bắt đầu, hắn cải biến ý nghĩ ở đây mặc dù là từ hắn chủ đạo thế giới, nhưng vượt qua lẽ thường ngoại vật vẫn sẽ dẫn đến thiên địa dị tượng xuất hiện. Hôm nay, hắn gặp được thứ hai cái có thể để chính mình bên trong vũ trụ xuất hiện thiên địa dị tượng ngoại vật, tạo hóa thần thụ. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời xanh lam trong vắt, lại xuất hiện hào quang vạn đạo lăng hồng nghe hùng vĩ tràn cảnh, đẹp không thể tưởng tượng nổi. Theo tạo hóa thần thụ lớn lên, nguyên bác như biển sinh mệnh chi lực tựa như mở ác như hồng thủy đổ xuống mà ra, tẩm bổ vạn vật. Vô số chim thú hướng tới nơi đây chạy đến tràn diện vô cùng hùng vĩ. Những thứ điểu thú này cũng không phải ly quan hải dùng ý thức hư cấu đi ra ngoài, mà là chân thực tồn tại, tất cả đều là hắn từ ngoại giới hoặc mua hoặc bắt được bên trong vũ trụ tới. Gà đẻ trứng trứng sinh gà, những năm này đi qua, bên trong trong vũ trụ chim thú số lượng đã nhiều đến đếm không hết. Bây giờ bọn chúng tất cả đều bị tạo hóa thần thụ tản ra sinh mệnh chi lực hấp dẫn mà đến, ước chừng hàng ngàn hàng vạn, đông nghiệp một mảng lớn. Càng khó hơn chính là bọn chúng riêng phần mình tạo thành một cái phương trận, phía đông một đoàn con thỏ, phía tây một đám con sóc, phía nam một đống linh dương, phía bắc một đám ong mật. Thiên kỳ bách quái, đủ loại chim thú đều có. Dùng lập tức một câu rất lưu hành lời hình dung chính là tới một cái chuỗi sinh vật. Chim thú nhóm toàn bộ đều đang hưởng thụ tạo hóa thần thụ sinh mệnh chi lực tẩm bổ quà tặng, từng cái nhắm mắt lại, trên mặt nhau nhau lộ ra nhân tính hóa hưởng thụ biểu lộ. Chương 955, tầng nham thạch phía dưới. Tạo hóa thần thụ ước chừng tất cao dài hơn một trượng, cũng chính là khoảng 3 mét, nhìn sang so với ban đầu cao lớn vai u thịt bắp rất nhiều ly quang hải cảm giác bén nhạy đến tạo hóa trên thần thụ tản ra sinh mệnh chi lực so trước kia càng cường thịnh nồng nặc không thiếu đổi một loại phương thức biểu đạt chính là hắn di động nước suối thăng cấp kỳ thực này ngược lại là không quan trọng bởi vì kể từ thu được tạo hóa thần thụ bắt đầu hắn chưa bao giờ vì pháp lực mà phát sầu qua lui một vạn bước tới nói coi như không có tạo hóa thần thụ tồn tại hắn bây giờ cũng không thiếu pháp lực cơ hồ là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt tìm đủ tạo hóa thần thụ tán lạc tại đại thiên thế giới linh uẩn đối với ly Quang hải tới nói chỗ tốt lớn nhất là có thể để cho tạo hóa thần thụ bảo trì thời gian dài hơn thanh tĩnh đối với hắn mà nói tạo hóa thần thụ không chỉ là di động nước suối càng là một bản bách khoa toàn thư có cái gì chỗ nào không hiểu trực tiếp hỏi hắn là được rồi đơn giản thuận tiện sau gần nửa canh giờ tạo hóa thần thụ ngừng biến hóa tản ra nồng đậm sinh mệnh chi lực cũng dần dần quy về bình thản giống như mọi khi tụ tập mà đến chim thú nhau nhau tán đi bọn chúng chuyến này không uổng công toàn bộ đều không thiếu chỗ tốt Ly Quang Hải cũng không ở lại lâu, mở ra không gian môn hộ rời đi, trở về chỗ kia thế giới dưới lòng đất. Mắt nhìn bốn phía, không khỏi sửng sờ. Vừa rồi chỉ lo truy tạo hóa thần thụ phân tán linh quẩn, xông loạn đi loạn, lúc này cũng không biết đến địa phương nào, chỉ thấy bốn phía mặc dù vẫn là trơ trụi đất hoang, không có bất kỳ cái gì cỏ cây lớn lên, nhưng mặt đất lại khắc lấy một vòng lại một vòng cổ quái phù văn. Cuối đầu xem xét, phát hiện mình đang đứng tại hình cái vòng chính giữa phù văn tâm đâu. Trùng hợp như vậy. Ly Quang Hải vừa muốn bước ra cái này điểm trung tâm, bỗng nhiên dưới chân hình cái vòng phù văn lấp lóe ánh sáng nhạt, xoay chậm chậm đứng lên, phá giải ghép lại. Thân ở trong trận, không gian trở nên cực không ổn định, thân thể của hắn cũng đang dần dần hư hóa. Ly Quang Hải tự nhiên đã sớm ý thức được không được bình thường, hắn bản có thể kích phát không gian phù văn, hoặc trực tiếp na di đến ma niệm phân thân chỗ thoát thân. Nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cái tiền tòi nghiên cứu minh bạch cái này thế giới dưới lòng đất cơ hội, bỏ lỡ liền không có chỉ lát nữa là phải bị truyền tống đi cao tốc xoay tròn hình cái vòng trận văn bỗng nhiên ngừng lại sáng lên kim quang bắn nhanh ra mấy chục đạo chùm sáng đánh tới ly quang hải nhíu mày bàn tay vung lên quét ra một cổ hùng hồn vô song y năng dễ dàng đem cái kia bắn nhanh mà đến mấy chục đạo kim quang đánh tan phật môn ly quang hải lập tức cảm giác ra đây là thuộc về phật môn thủ đoạn dưới chân cái này một vòng lại một vòng hình cái vòng trận văn trong đó có một bộ phận là phật môn cao nhân bố trí nhưng cái này cũng chưa hết lập tức lại có gần trăm đạo kim quang bắt đầu hội tụ, tựa như từng khỏa phiên bản thu nhỏ thái dương, lập lòe chói mắt kim sắc cường quang. Kỳ quái, Phật môn trận pháp vì sao lại khắc lục ở loại địa phương này? Ly Quang Hải vừa suy nghĩ, một bên tránh né kim quang truy kích. Kim quang gặp xạ không trúng hắn, lại cải biến sách lược, biến thành mấy chục cây màu vàng dây thường hướng hắn quấn quanh mà đi. Ly Quang Hải lười nhác lãng phí thời gian, một chưởng đẩy ra, tầng tầng lớp lớp, một làn sóng mạnh hơn một sóng pháp lực mãnh liệt xô ra, đem tất cả xoắn tới kim sắc dây thường chấn thành vô số điểm sáng phiêu tán. Phật môn trận pháp tại sao lại xuất hiện ở ở đây đâu, chẳng lẽ là dùng để phong ấn một loại nào đó hung vật tà ma? Có thế phong ấn liền phong ấn, hà tất tạo ra dạng này một cái không thể tưởng tượng nổi thế giới dưới đất đâu. Dạng gì hung vật tà ma có mặt mũi như vậy? Ly Quang Hải bỗng nhiên có chỗ hiểu ra, nhìn chầm chầm phía trước trên mặt đất hình khuyên trận văn, trong lòng ngờ tới, đây chẳng lẽ là chúng nhân tộc lãnh tụ dùng để phong ấn ma chủ trận văn. Mặc dù chỉ là ngờ tới, nhưng khả năng này cũng không phải là không có. Mà cái này thế giới dưới đất tồn tại tự hồ cũng có thể miễn cưỡng giải thích thông được, hẻm núi phía dưới sở dĩ tồn tại như thế cái thế giới dưới đất, là ma chủ cùng mọi người tộc trưởng tay áo cuối cùng tử chiến lúc trong lúc vô tình sáng tạo ra. Bọn hắn lúc giao thủ bộc phát uy năng móc rỗng dưới mặt đất tầng nham thạch, lại không có sụp đổ, vô cùng ngẫu nhiên địa hình trở thành cái này thế giới dưới lòng đất. Đương nhiên, đây chỉ là ly quan hải ngờ tới, có phải thật vậy hay không hắn cũng không biết. Bất quá muốn biết nhưng cũng không khó hắn nhìn xem còn tại cao tốc chuyển động hình khuyên trận văn, trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang lướt đến trong trận pháp ở giữa, không nhìn xoắn tới mấy chục đầu kim sắc dây thừng, điều động thuần dương chi lực, chỗ mi tâm sáng lên kim quang, cấp tốc du tẩu toàn thân. Kim quang không xấu thần công. Thân như huyền thiết, vạn pháp bất xâm. Kim sắc dây thừng chớp mắt liền đến, quấn chặt lấy bắp đùi của hắn, thân eo, còn có cánh tay. Ly Quang Hải không nhìn dây thừng gò bó cùng nắm chặt, khẽ quát một tiếng, hướng mặt đất đánh tới. Kim Long hét giận dữ mà ra, cao tốc xoay tròn hình khuyên trận văn đột nhiên sáng lên vô cùng cường thịnh bạch quang. Trăng rắc. Nhỏ xíu vỡ tan tiếng vang lên, từng vòng từng vòng hình khuyên trận văn ầm vang phá toái, phía dưới tầng nham thạch tựa như địa long xoay người đồng dạng, phía dưới toàn bộ đều lật đến phía trên tới, phía trên lại bị cuốn tới phía dưới đi. Phía dưới tầng nham thạch triệt để bị ly quan hải đổ xuống mà ra cương mảnh cực kỳ kinh lực nghiền nát, đột nhiên sập tiếp. Hấp thu mấy đạo long tộc bản nguyên, lại có đủ loại nghịch thiên cấp kỳ ngộ gia trì ly quan hải, bất luận là pháp lực vẫn là mang lực đều đã đến kinh thiên động địa, trình độ đăng phong tạo cực. Hắn đấm ra một quyền, trên đời ít có đồ vật có thể ngăn cản. Cái này dưới đất tầng nham thạch mặc dù cứng rắn, còn có mấy chục vòng trận văn phòng hộ, nhưng cũng ngăn cản không nổi hắn một quyền chi uy. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ vang, phía dưới tầng nham thạch triệt để sụp đổ, trận văn bể tan tành điểm sáng giống như các bụi hướng bốn phía bay ra. Ly quan Hải cả người theo vô số cự thạch các đất cùng nhau rơi xuống. Vừa dứt không có vài mét, ánh mắt liền bị mấy cái thô to xiềng xích màu đen hấp dẫn, những thứ này xiềng xích màu đen hướng bốn phía kéo dài kết nối lấy chung quanh vách đá đỉnh chóp treo một cái cực lớn dùng xiềng xích một vòng lại một vòng trói lại hình bầu dục sự vật dài hơn một trượng trọng năm thước có thừa mà tại khóa vòng ngoài lít nha lít nhít dán vào hàng trăm tấm giấy vàng phù lục dùng chu sa viết xem không hiểu bùa vẽ quỷ không nghĩ tới hình khuyên trận văn đang phía dưới lại là như thế một tòa hang đá nhìn bộ dáng dường như là phong ấn đồ vật gì cái này vừa vặn ấn chứng ly quan hải ngờ tới chẳng lẽ cái này dán đầy phù lục bị tỏa liên cuốn lấy giống như là trứng trùng trong gì đó đầu, coi là thật phong ấn đảo loạn tiên giới, dẫn đến thượng giới càng không sụp đổ, trăm vạn năm cũng khó ra một vị phá toái hư không người ma chủ. Chương 956, phong ấn vật. Rơi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên trước mắt cái này giống như kén tầm bị dán tại cách xa mặt đất cao khoảng một trượng sự vật. Cái kia một vòng một vòng quấn quanh lấy xiền xích màu đen, lại phối hợp vô số trương bùa vẽ quỷ màu vàng phù lục, cho người ta cực mạnh đánh vào thị giác. Ly Quan Hải nếm thử dùng ma chủ chi nhãn nhìn trộm, lại chỉ trông thấy xiềng xích cùng giấy vàng phù lục bên trong khóa lại một đoàn mơ hồ sương mù, nhìn không chân thiết. Ngay cả ma chủ chi nhãn đều nhìn không chân thiết, bên trong phong ấn đến tột cùng lại là đồ vật gì đâu. Ly Quang Hải trong lòng sinh nghi, nhíu mày rơi vào trầm tư. Có nên hay không mở ra phong ấn đâu? Vạn nhất mở ra phong ấn sau, thả ra một đầu khó mà địch nổi đại ma, độc hại thương sinh, họa loạn nhân gian, cái kia không được hay sao kẻ cầm đầu, tội nhân thiên cổ. Kỳ thực trở thành tội nhân thiên cổ cái gì, Ly Quang Hải cũng không để ở trong lòng, hắn lo lắng chính là đầu này đại ma có thể hay không uy hiếp bờ được chính mình. Hắn lo lắng có hai cái phương diện, một cái tự nhiên là tự thân tính mệnh, nhưng điểm này hắn cũng không phải quá lo lắng, tu vi đến hắn bây giờ cảnh giới này, vô luận đối mặt dạng gì cường giả cũng đã có so chiêu, coi như đánh không lại, đào tẩu hay không thành vấn đề. Chỉ cần không gặp được giống ly nhạn ảnh mạnh như vậy đến vượt qua tưởng tượng quái vật là được. Trên phương diện khác là lo lắng nếu như trong này phong ấn thật chính là trong truyền thuyết ma chủ mà nói, cái kia đây tính toán là cái gì? Nếu như hắn quay trở về thượng giới, khó đảm bảo lưu thủ minh sơn tuyệt mạch chúng ma bên trong sẽ không xuất hiện tên khốn kiếp, địa vị của mình khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Cân nhắc liên tục, Ly Quang Hải vẫn là quyết định mở ra phong ấn. Bất quá không phải ở đây, mà là nghĩ biện pháp đem cái này một mảnh nhỏ không gian vận chuyển vào bên trong vũ trụ. Chỉ cần đến bên trong vũ trụ, quản hắn là thần thánh phương nào, có gì loại thông thiên triệt địa chi năng, đều phải ăn thiệt thòi. Vận chuyển không gian mặc dù nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với Ly Quang Hải tới nói chưa hẳn không thể được, hắn ở phương diện này cũng có một chút kinh nghiệm. Trước đây vùng cực bắc thế giới dưới đất, chính là Ly Quang Hải dùng không gian vận chuyển chi pháp cưỡng ép Na đi, phí hết không thiếu công phu. Bây giờ hắn nghĩ lập lại chiêu cũ. Lấy ra tạo vật tiên đỉnh, lớn lên đến to bằng vải nước, đen ngòm miệng đỉnh nhắm ngay giữa không trung bị trói thành kén tầm một dạng phong ấn chi vật, bộc phát ra một cổ cường hoành hấp thu kéo chi lực. Bỗng nhiên, nguyên bản đứng im bất động, kết nối lấy tứ phía bát phương vách đá xiềng xích bắt đầu rung động càng kịch liệt phát ra thanh thúy ken két tâm thanh phong ấn vật phía dưới sáng lên từng đạo trận văn lẫn nhau kết nối kết thành một mặt che chắn lại chặn lại tạo vật tiên đỉnh hấp xả chi lực ly quan hải nhíu mày trong này phong ấn đồ vật quả nhiên không đơn giản không nghĩ tới ở đây lại sắp đặt nhiều tầng trận pháp kết giới một khi có ngoại lực tiếp xúc liền sẽ kích phát cái này có thế không làm khó được hắn ly quan hải tay phải điều khiển tạo vật tiên đỉnh kéo dài một phát hấp xả chi lực tay trái vòng hoa đơn trưởng đẩy về phía trước. Hôn một tiếng, không khí bị đánh ra một vòng gợn sóng, một luồng tràn trề mặt ngự, như nghiêng núi đổ hải một dạng trưởng lực gào thét mà ra, hung hăng xung kích tại trên trận pháp che chắn. Cái kia chỉ là mấy tầng trận pháp che chắn như thế nào chống đỡ được hắn trưởng lực, tầng tầng phá toái, như mặt gương giống như vỡ vụn. Chưởng lực thế như trẻ tre đánh phía bị tỏa liên gián tại giữa không trung phong ấn vật, đánh vào hàng trăm hàng ngàn trương giấy vàng trên bùa chú vốn cho rằng một chưởng này bổ xuống coi như không đem cái này phong ấn vật đánh chia năm sẽ bảy ít nhất động tĩnh sẽ không nhỏ không nghĩ tới ngập trời chưởng lực đánh vào trên phong ấn vật lại tựa như trâu đất xuống biển không thể phát động nửa điểm sóng gió thậm chí cái kia phong ấn vật lắc liên tiếp đều không lắc vì tình huống ly quan hải sửng suốt nửa ngày nhưng hắn không tin tà lại đánh ra một chưởng lần này xuất chưởng không giống phía trước như vậy qua loa hàm hồ pháp lực ngưng tụ làm long hình khí kình cuốn lấy cuồng bạo khí nóng bất giận rít gào mà đi kết quả cùng phía trước một dạng, đá chìm đáy biển. Thực sự là kỳ. Ly Quan Hải không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này vừa vặn nói rõ trước mắt cái này phong ấn vật không đơn giản, nói không chừng thật đúng là phong ấn trong tinh đồn ma chủ đâu. Tâm niệm đến đây, hắn cũng sẽ không uổng phí sức lực, điều khiển tạo vật tiên đỉnh phóng xuất ra càng cường đại hơn hấp xả chi lực, muốn mạnh mẽ đem mảnh không gian này hút vào trong đỉnh. Không gian rung động, đung đưa vô cùng kịch liệt, tựa như cả tòa bên dưới nhà đá một khắc liền muốn sụp đổ đồng dạng. Tạo vật tiên đỉnh luyện hóa vạn vật, nhưng chỗ này phong ấn chi địa đồng dạng không thể coi thường, cưỡng ép na di chỉ sợ không thích hợp. Thế là Ly Quang Hải nghĩ lại, có một cái ý kiến hay. Hắn không đem tạo vật tiên đỉnh thôn vệ chi lực trực tiếp tác dụng tại căn này trên nhà đá, mà là bao phủ chung quanh càng một mảng lớn không gian, trực tiếp đem mảnh không gian này sự vật tính cả thạch thất cùng phong ấn vật cùng nhau na di tiến trong đỉnh. Hao phí ước chừng một canh giờ, thậm chí để cho hắn cảm thấy một chút mệt nhọc, lúc này mới đem mảnh không gian này na di tiến tạo vật bên trong tiên đỉnh ly quang hải trong lòng cuồng hỉ không kịp chờ đợi thu hồi tạo vật tiên đỉnh mở ra không gian môn hộ tiến vào bên trong vũ trụ không nhìn tiểu lục bảy cái huynh để tỉ muội thao khát ánh mắt ly quang hải trực tiếp bay về phía phía đông mênh mông vô ngần bình nguyên hiện đứng tại mềm mại trên đồng cỏ ly quang hải thâm hít một hơi lấy ra tạo vật tiên đỉnh đem vận chuyển tiến trong đỉnh cái kia một mảnh nhỏ không gian na di đi ra lập tức một cái cực lớn hình dạng bất quy tắc đại nham khối xuất hiện tại bên trên bình nguyên thể tích rất lớn giống như là một tòa núi lớn mà cái kia không biết là tự nhiên tạo thành vẫn là nhân công mở hang đá ngay tại đại nham khối bên trong. Đây là bên trong vũ trụ, ly quan hải sức mạnh rất đủ, hắn không chút do dự trực tiếp xuất trưởng. Long hình trưởng lực tàn phá bừa bãi gào thét, cuốn nát hết thảy, tầng nham thạch cấp tốc vỡ nát, theo một đạo bạch quan sáng lên, trưởng lực cuối cùng vẫn không thể cưỡng ép đánh tan phong ấn. Nhưng cái đó phong ấn phong ấn vật hang đá lại lộ ra. Ly quan Hải trực tiếp kích phát không gian phù văn tiến vào trong hang đá, nhìn xem bị tỏa liên gián tại giữa không trung phong ấn vật, tự hỏi nên dùng phương pháp gì mở ra phong ấn. Dùng mang lực đoán chừng là bất thành, phía trước đánh ra hai chưởng mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng uy năng nhưng không để khinh thường, kết quả lại như bùng ngưu vào biển, không thể rung chuyển nửa phần. Mang lực không thành, chỉ có thể dùng xảo, nhưng Ly Quang Hải tại phương diện trận pháp tạo nghệ quá mức nông cạn, dĩ vãn phá trận chỉ biết là dùng mang lực, gần như không giảng bất luận cái gì kỹ xảo. Bây giờ gặp phải dùng mang lực đều không phá nổi phong ấn, hắn cũng có chút thúc thủ vô sắc. Nghỉ nửa ngày không có kết quả, cuối cùng hắn vẫn là xám xịt rời đi, chạy tới thỉnh giáo tạo hóa thần thụ đi. Tạo hóa thần thụ cắm rễ ở hỗn độn, là hết thảy khởi nguyên, trên trời dưới đất liền không có nó không biết sự tình, hỏi nó chuẩn không tệ. Nhưng mà phiên dịch tiểu lục không làm, đồ nghịch lên tiểu tính tình, chính là không giúp Ly Quang Hải phiên dịch. Ly Quang Hải biết tâm cái tên này tưởng nhớ, lúc này lấy ra bao lớn bao nhỏ mỹ thực ném cho hắn, tiếp đó đem hắn sách tới tạo hóa dưới cây thần, đem nhu cầu của mình nói cho hắn. Lấy được ăn tiểu lục vô cùng tình duyên làm phiên dịch, nhưng hắn vẫn là lắm miệng nói một câu, như thế nào ngươi ngày ngày đều có vấn đề. Ly Quang Hải mắt liếc thấy hắn, như thế nào, ngươi còn có ý kiến. Không có không có. Tiểu lục lập tức lắc đầu thêm khoát tay, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút đi. Chương 957, ngươi làm gì đụng ta nha. Tiểu lục đem Ly Quang Hải nhu cầu chuyển đạt cho tạo hóa thần thụ. Ly Quang Hải lòng tràn đầy mong đợi đợi nửa ngày, kết quả chỉ lấy được một cái thất vọng đáp án. Tạo hóa thần thụ cũng không biết nên như thế nào phá giải cái kia phong ấn, có lẽ tạo hóa thần thụ là biết đến, nhưng bởi vì nó linh quẩn không trọn vẹn duyên cớ, rất nhiều chuyện cũng theo những cái kia tứ tán linh quẩn mà mất đi. May mắn thế nào, hắn đánh mất bộ phận linh quẩn bên trong, vừa vặn thiếu khuyết phá giới phong ấn vật ký ức, vậy thì không có biện pháp. Ly Quang Hải trở về bên trên bình nguyên, nhìn qua cái kia phong ấn vật trong lòng do dự bất định đứng lên. Kỳ thực hắn vẫn có biện pháp cưỡng ép phá vỡ phong ấn vật, chỉ cần đem cắm ở đỉnh núi Ma Binh lấy ra, quản hắn là cái gì phong ấn vật đều phải báo hỏng nhưng từ nơi sâu xa hắn lại cảm thấy không nên giải khai đạo phong ấn này, đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nhưng mà nội tâm lại có một loại xúc động, dù hoặc lấy hắn đi đem phong ấn vật phá vỡ. Ly Quang Hải trong lòng biết cái này nhất định là bị phong ấn ở bên trong gia hỏa dở trò quỷ, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, bị phong ấn lại vẫn có thể ảnh hưởng tâm cảnh của mình, tưởng thật không thể. Suy nghĩ liên tục, cuối cùng Ly Quang Hải vẫn là quyết định chờ một chút, không nên lỗ mãn như thế, tốt nhất vẫn là chờ đột phá hợp đạo cảnh sau đó lại nếm thử mở ra phong ấn, càng thêm ổn thỏa. Tâm niệm đến đây, hắn không lại trì hoãn dừng lại, trực tiếp rời đi bên trong vũ trụ, trở về thế giới dưới đất. Phía trước một trận xông loạn, sớm đã không biết cái kia thông hướng mặt đất cái hố tại phương vị gì, bất quá cái này ngược lại không quan trọng, tùy tiện dùng một ít thủ đoạn liền có thể trở về mặt đất. Hắn kích phát không gian phù văn, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, liên tiếp mấy lần lấp lóe liền trở về mặt đất. Vừa mới hiện thân liền bị màu đỏ nồng vụ bao khỏa, màu vàng thuần dương chi lực cơ hồ là cùng một thời gian từ lỗ chân lông tuôn ra bên ngoài cơ thể, cấu tạo thành một cái hoàn toàn do thuần dương chi lực ngưng kết mà thành hộ thể che chắn, đem nồng đậm màu đỏ sương mù cách cục bên ngoài. Ly Quang Hải không có dừng lại, liên tiếp kích phát không gian phù văn, mấy lần Na Di rời đi chỗ này cổ quái hẻm núi chỗ sâu. Ra hạt cốc lại quay đầu nhìn lại, những cái kia màu đỏ sương mù quả nhiên lại biến thành lục sắc. Trực giác nói cho Ly Quang Hải, chỗ này hẻm núi còn có bí mật có thể tìm tòi nghiên cứu, nhưng hắn bây giờ lại không có cái kia tâm tình, chỉ muốn ly khai nơi này đến nỗi còn chưa tìm tòi nghiên cứu bí mật đi cho có thời gian lại đến thật tốt nhìn một chút đi về phía nam bay một hồi khoảng cách trông thấy một mảnh tọa lạc tại bên khe suối thôn xóm nhỏ y sơn bạn thủy phong cảnh tú lệ hắn lúc đến đúng lúc là sáng sớm thôn xóm nhỏ bao phủ tại trong sương mù từng nhà khói bếp lượn lờ trong sương mù gà trống gáy minh âm thanh liên tiếp không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ luôn để cho ly quang hải hồi tưởng lại chuyện lúc còn bé đương nhiên không phải một thế này hồi nhỏ mà là ở kiếp trước còn chưa xuyên qua lúc hồi nhỏ hắn là nông thôn hài tử làm bạn hắn tuổi thơ nhiều nhất không phải ủy trị ban không phải trường luyện thi mà là trời còn chưa sáng gà gáy thần lúc sương mù mang theo giọt sương hoa cỏ cùng với trốn ở trong chăn nghe ngoài phòng gió tát mưa xa từng cái ban đêm giờ này khắc này ly quan hải tinh thần lại có chút hoảng hốt nhớ lại mông lung lại mỹ hảo tuổi thơ thời gian lấy lại tinh thần hắn tại bờ sông bên cạnh hiện thân chậm rãi bước vào bị mông lung sương sớm tràn ngập nho nhỏ thôn xóm sáng sớm gió nhẹ thanh thanh lương lương phất qua bên tai rất làm cho người khác thần thanh khí sản phía trước truyền đến hài đồng âm thanh cười đùa đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một cái ghim bím tóc sừng dê nữ đồng hướng về ở đây chạy chậm tới cầm trong tay một cái máy xay gió theo di động đủ mọi màu sắc cánh quạt xoay tròn rất là dễ nhìn nữ đồng sau lưng còn đi theo mấy cái hài đồng có nam có nữ niên kỹ tương tự trên mặt mang hồn nhiên nụ cười bọn hắn trông thấy đi về phía trước mang đến người xa lạ lại cũng không sợ rõ ràng cái thôn này thường thường có người qua đường bọn hắn cũng đã quen thuộc, không cảm thấy kinh ngạc. Ly Quang Hải cùng nữ đồng kia thắt thân mà qua, hắn vốn không muốn quấy rầy những hài tử này hứng thú, chợt trong mắt hơi hít mắt, dừng bước lại quay đầu nhìn về phía hai cây bím tóc rừng dê lúc ẩn lúc hiện nữ đồng. Nữ đồng đang chơi vui vẻ đâu, bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, ngay sau đó đầu liền chỉ vào một cái mềm mại đồ vật bên trên. Nàng chân đứng không vững, thân thể lui về phía sau té ngửa, chỉ lát nữa là phải quẳng xuống. Bỗng nhiên một cái tay ló ra, đè lại bờ vai của nàng, lúc này mới tránh khỏi nàng ngã cái rắm đôn nhi. Nữ đồng nắm chặt trong tay cha hắn cha đến trên trấn mua được ngủ thải máy xay gió, ngẩng lên cái đầu nhỏ, mờ mịt nhìn xem rõ ràng hẳn là ở sau lưng mình, bây giờ lại xuất hiện tại trước mặt lại lẫm đại ca ca. Chu cái miệng nhỏ, phát ra non nớt giọng trẻ con, đại ca ca, ngươi làm gì đụng ta nha. Nữ đồng sau lưng đám trẻ con cũng đều mở to hiếu kỳ mắt to đánh giá cao hơn bọn họ rất nhiều rất nhiều đại ca ca, nghĩ thầm cái này đại ca ca dáng dấp thật dễ nhìn. Đối mặt tiểu nữ hài nhi hỏi thăm, Ly quan Hải cười nói, rõ ràng là ngươi đụng ta, như thế nào lại nói là ta đụng ngươi đây? Tiểu nữ hài nhi lập tức lông mày dựng thẳng, tức giận nói, rõ ràng là ngươi đụng. Ly quan Hải lắc đầu, không phải, là ngươi đụng ta. Tiểu nữ hài nhi càng gấp hơn, lui về sau một bước, gương mặt đỏ bừng, cánh tay lui về phía sau hất lên, mảnh ngắn ngón tay chỉ hướng sau lưng các đồng bạn, lớn tiếng nói, ngươi nói dối, bọn hắn có thể giúp ta làm chứng. Nghe vậy, mấy cái nam đồng nữ đồng toàn bộ đều cùng nhau gật đầu, lao nhau chỉ trích lên Ly Quan Hải không phải tới. Những thứ này hài đồng nơi nào hiểu được cái gì ô ngôn quế ngữ A, chỉ trích ngữ nghe cũng mười phần ngây thơ, hoàn toàn không sát thương lực. Nhưng nếu như đổi một cái da mặt mỏng, lòng tự trọng mạnh người bị một đám hài đồng chỉ trích như vậy, tám thành sẽ thẹn quá hóa giận. Xưa nay có dung nhân chi lượng ly quan hải đương nhiên sẽ không nhỏ như vậy khí, đi cùng mấy cái hài đồng chấp nhặt. Hắn cười gật đầu, thoải mái nói, tốt A, à, là ta đụng ngươi. Nữ đồng sững sờ, còn lại hài đồng cũng đều khẽ giật mình rõ ràng không nghĩ tới ưa thích ăn vạ đại ca ca thế mà thống thống khoái khoái thừa nhận vậy được rồi không quan hệ về sau ngươi phải cẩn thận a à? nữ đồng gặp ly quan hải biết sai liền đổi hơn nữa nhận sai thái độ cũng không tệ lắm cũng rất hăng hái thế là hào phóng lựa chọn tha thứ hắn tiếng nói vừa dứt một vị phụ nhân vội vội vàng vàng chạy tới một tay lấy nữ đồng ôm vào trong ngực một bên ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ly quan hải một bên ôm nữ nhi lui về sau ly quan hải nhíu mày xem ra phụ nhân này là tiểu nữ hài nhi mẫu thân tám thành là đem mình làm lừa bán tiểu hài nhi bọn buôn người thực sự là một chút nhãn lực cũng không có chính mình sinh người vật vô hại như vậy há có thể làm loại kia chuyện thương thiên hại ly đang muốn nói chuyện phụ nhân kia lại một tay lấy nữ nhi vác lên vai quay người bước nhanh rời đi vừa đi còn bên cạnh thúc giục còn lại mấy cái hài đồng đi theo nàng cùng nhau rời đi bây giờ mặc dù giờ còn sớm nhưng trong thôn phần lớn người cũng đã rời giường người trên đường phố vẫn thật không ít toàn bộ đều hướng ly quan hải ném đi ánh mắt khác thường Ly Quang Hải mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại có chút nghi hoặc, cảm giác những người này nhìn về phía mình ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy đề phòng cùng bài xích. Chương 958, phát trận xây thành trở về thượng giới. Ly Quang Hải đã nhìn ra, cái thôn lạc nhỏ này thôn dân đều rất bài xích ngoại nhân, chẳng lẽ là bỏ lỡ đem mình làm làm lừa bán nhi đồng bọn buôn người. Sự tình rõ ràng không có đơn giản như vậy, vừa rồi cái kia biếm tóc sừng dê tiểu nữ hài nhi liền rất cổ quái. Ly Quang Hải tại chỗ ngừng chân nửa ngày, đồng tử chỗ sâu xích quang chợt lóe lên, xung quanh những cái kia dùng cổ quái ánh mắt theo dõi hắn quan sát thôn dân toàn bộ đều sững sờ, con mắt chuyển hướng nơi khác, như máy móc chuyển động cơ thể. Cái này ma chủ chi nhãn thật dùng tốt. Trong lòng của hắn cảm thán một câu, lòng bàn tay không gian phù văn lấp lóe ánh sáng nhạt, cả người biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở một tòa tiểu viện hàng rào trên tường. Phụ nhân kia đang lôi kéo tiểu nữ hài nhi phát biểu đâu? Ta là thế nào nói cho ngươi, không cần tiếp cận người xa lạ, càng không được nói chuyện cùng bọn họ. Ngươi làm sao lại không nhớ lâu đâu? Tiểu nữ hài có chút ủy khuất, cúi đầu yếu ớt giải thích, ta không cùng hắn nói chuyện, là hắn trước tiên đụng ta, còn không thừa nhận, miễn cưỡng nói ta đâm đến hắn, ta. Lời còn chưa nói hết liền bị mẫu thân nàng khoát tay đánh gãy, tốt tốt, hắn muốn nói cái gì để hắn nói chính là, ngươi làm gì muốn cùng hắn tranh luận đâu. Lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa biết không. Ân. Ừ. Tiểu nữ hài điểm điểm đầu. Phụ nhân mặt mũi nhu hòa nhu phía dưới, sờ sờ nàng đầu, nhẹ nói, mẫu thân không phải trách cứ ngươi, đây đều là vì tốt cho ngươi biết không biết tiểu nữ hài nhào vào mẫu thân trong ngực trong đầu ủy khuất hóa giải không thiếu mẹ con các nàng hai nói chuyện hoàn toàn không có phát hiện trong miệng các nàng người xa lạ lúc này đang đứng tại nhà các nàng hàng rào trên tường có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy ly quang hải không nhìn lầm tiểu nữ hài này quả thật có chút kỳ lạ trên người nàng bao phủ một tầng mắt thường căn bản không nhìn thấy yếu ớt bảo quang không chỉ là nàng nơi này trên người mọi người đều mang theo loại này bảo quang chỉ có điều tiểu nữ hài này trên thân nhất là mãnh liệt. Mà bảo quan căn nguyên chỗ, Ly Quang Hải cũng đã tìm được, chính là mẫu nữ trong tiểu viện miệng giếng kia, chuẩn xác mà nói là nước ở trong giếng. Đối với người khác xem ra, giếng này không có cái gì hiếm lạ, nhưng từ Ly Quang Hải góc nhìn đến xem, giếng này lại là bảo quan rực rỡ, phóng xuất ra từng sợi thịnh vượng sinh mệnh lực. Thẳng đến lúc này, hắn đại khái có thể đoán ra cái thôn này vì cái gì bài xích người ngoài, tám thành là nơi này thôn dân phát hiện nhà mình tỉnh thủy chỗ kỳ lạ, mỗi ngày uống có thể tiêu tan bệnh tiêu tai, thậm chí là kéo dài tuổi thọ. Cái gọi là tài bất ngoại lộ, trong coi thứ tốt như vậy đương nhiên không thể bị ngoại nhân biết, cho nên bọn hắn mới có thể bài xích kẻ ngoại lai, chính là phòng ngừa ở đây nước ngầm bí mật bị người ta biết. Cái gọi là mang ngọc có tội, các thôn dân mặc dù không có đọc qua sách gì, nhưng loại này dễ hiểu đạo ly nên cũng biết. Ly Quang Hải suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Hắn thi triển tránh nước chú, tung người nhảy vào trong giếng, lặng yên không một tiếng động xuống giếng là một đầu mạch nước ngầm so ly quan hải tưởng tượng còn rộng lớn hơn rất nhiều hắn trong ánh mắt xích quan lưu chuyển nguyên bác nhập hải thần niệm khuếch tán mà ra lập mã liền phong tỏa mục tiêu hắn như một chi mũi tên nhọn ở trong nước đi xuyên chỉ thấy hà để nước bùng tầng bên trong lập lòe một vòng xanh nhạt đó là một đoạn phá đất mà lên rễ cây tản ra sinh mệnh lực nguyên lai là thứ này ly quan hải nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không có lấy đi rễ cây đối với nắm giữ tạo hóa thần thụ cùng sinh mệnh phù văn chờ đông đảo chí bảo hắn tới nói cái này rễ cây ẩn chứa một điểm sinh mệnh lực đơn giản chính là chính trâu mất sợi lông. Thứ này với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với nơi này thông dân lại có đại dụng, vừa miễn đi xem bệnh chi tiêu, còn có thể đem tỉnh thủy coi như linh đang dịu dược cầm lấy đi bán, cũng coi như là một loại sinh kế. Ly Quang Hải tự nhận không phải là một cái người tốt, nhưng cũng không phải là một người xấu, giống loại này tiện tay mà thôi liền có thể làm thành chuyện tốt, hắn cũng không bài xích. Hắn tâm niệm khẽ động, không gian phù văn lấp lóe, rời đi mạch nước ngầm thượng giới tình huống không dung trì hoãn, cũng không biết thất tuyệt môn truyện tống pháp trận xây dựng xong chưa. Ly Quang Hải trong lòng sầu lo, hắn không còn lưu lại, thi triển thần hành vô tung, phối hợp lòng bàn tay không gian phù văn, thoáng qua ngàn dặm, triêu đạo môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Trở về đạo môn bảo địa, vừa mới xuất hiện ở trên không, hạ hầu ngạo tuyết cái kia cao gầy cao ráo thân ảnh liền kèm theo một vệt kim quang xuất hiện tại trước mặt. Đi đâu? Hạ hầu ngạo tuyết hỏi. Ly Quang Hải lập tức nói, ta cũng không có đi hái hoa ngắt cỏ, lần này ta muốn đi làm chính sự hà hầu ngạo tuyết mị mà nhỏ dài đôi mắt hơi hơi nheo lại lạnh giọng nói theo ly thuyết dĩ vãng ngươi không nói tiếng nào rời đi tất cả đều là đi trêu hoa ghẹo nguyệt dĩ nhiên không phải ly quan hải trực tiếp phủ nhận nữ nhân này khống chế dục thật mạnh a à. trong lòng của hắn nghĩ như vậy ngoài miệng nói nói ra ngươi có thể không tin trong khoảng thời gian này ta tại một chỗ thế giới dưới đất tìm được tạo hóa thần thụ phân tán đi ra một cổ linh vận còn tìm được khả năng cùng ma chủ có liên quan phong ấn vật ở nơi nào? Hạ hầu ngạo tuyết cũng tới hứng thú. Ly Quang Hải đi tới nàng bên cạnh thân, nhỏ giọng nói, ở bên trong vũ trụ, ngươi nếu muốn nhìn, ta bây giờ liền mang ngươi vào bên trong vũ trụ. Hạ hầu ngạo tuyết lại lắc đầu, chuyện này không vội, chúng ta về trước thượng giới A. Ly Quan Hải sững sờ, vấn đạo, truyền tống ngôn xây dựng tốt. Ân. Ừ. Như thế nào nhanh như vậy, không phải nói ít nhất còn muốn 10 ngày nữa tháng sau. Hạ hầu ngạo tuyết nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đã qua 12 ngày ta tại thế giới dưới mặt đất thế mà chậm trễ thời gian dài như vậy sao ly quang hải lúc này nói tất nhiên truyền tống môn đã xây dựng hảo việc này không nên chậm trễ chúng ta này liền lên đường thôi ly quang hải trở về tin tức lan truyền nhanh chóng một đoạn thời gian đi qua bao quát bạch vương phủ ở bên trong tất cả tham dự xây dựng truyền tống môn đủ người tụ đạo môn phòng nghị sự gặp người đã đến cùng hắn đứng dậy ôm quyền nói lần này đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ làm phiền đám người tự nhiên là hảo một phen khách khí Mặc dù trong khoảng thời gian này đem bọn hắn mệt đến ngất ngư, đồng thời cũng thu hoạch tương đối khá. Xây dựng truyền tống trận tài liệu từ Bạch Vương phủ một mình gánh chịu, bản vẽ là Ly Quang Hải cung cấp, bọn hắn những người này trả giá chỉ là khí lực cùng tế bào não mà thôi, không chỉ có tích lũy xây dựng cỡ lớn truyền tống pháp trận kinh nghiệm, càng từ Ly Quang Hải cung cấp trong bản vẽ thu hoạch đủ được lợi cả đời pháp môn. Cho nên bọn hắn kỳ thực mới là chiếm tiện nghi phía kia. Lời khách sáo nói cũng kha khá rồi, Ly quan trong biển dẫn hạ hầu ngạo tuyết cùng tần thư đám người đi tới cỡ lớn truyện tống pháp trận bên trong. Theo đại lượng linh thạch đầu nhập, truyện tống pháp trận chậm rãi vận hành, chung quanh dân lên huyền ảo trận văn, lẫn nhau tương liên. Chờ đợi trận pháp triệt để khởi động quá trình bên trong, hạ hầu ngạo tuyết bỗng nhiên nói, truyền tống trận vừa mới kiến thành, cũng không biết đến tột cùng có thể thành công hay không, vạn nhất chúng ta tại xuyên toa không gian quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì, như thế nào cho phải. Ngươi sợ. Ly Quang Hải cười hỏi. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ? hạ hầu ngạo hỏi lại. Đương nhiên sợ, bất quá ta các nhân thiên tướng, gặp phải bất luận cái gì hung hiểm đều có thể gặp giữ hóa lành. a à, mù quán lạc quan. Ly quan hải nắm chặt nhà mình nương tử tay, ôn nhu nói, có ta ở đây, không cần lo lắng. Sau một khắc, bạch quan từ dưới chân trận đàn phóng lên trời, tầm mắt mọi người đều bị một mảnh gần như không tạp sắc thuần trắng bao trùng, bên tai vù vù không ngừng, đã không biết chính mình đến tột cùng thân ở nơi nào. Chương 959, Thượng giới nguy cấp thượng giới, xâm thực chi lực đã bao trùm bốn tòa hải vực, bao quát nhân tộc ở bên trong mỗi chủng tộc toàn bộ đều gặp phải diệt tộc tuyệt chủng nguy cơ. Theo bị xâm thực chi lực ăn mòn sinh linh càng ngày càng nhiều, các đại liên quân gặp phải áp lực cũng thành cấp số nhân đề thăng, mỗi ngày hy sinh hết tu sĩ cùng tiêu hao hết vật tư vô số kể. Liên quân cũng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vẫn còn canh giữ ở tuyến đầu đau khổ chèo chống, cùng những cái kia đánh mất ly trí, không sợ cờ hờ kết sinh linh tử đấu. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, mỗi cái cơ hờ Tết đi tu sĩ đều sẽ bị xâm thực chi lực khống chế, phản chiến đối mặt. Cứ kéo dài tình huống như thế, phe địch số lượng càng ngày càng nhiều, chiến lực cũng càng ngày càng mạnh. Trái lại liên quân bên này, bởi vì chiến sự quá mức thảm liệt, tỷ lệ tử vong cực cao, dẫn đến tu sĩ người người cảm thấy bất an, cả ngày chỉ muốn như thế nào chỉ lo thân mình, như thế nào tránh được xa xa tài năng bảo toàn tính mệnh, như thế nào lại đến tiền tuyến đi chịu cơ hờ Tết đâu. Không có cái mới xuất hiện huyết dịch gia nhập vào, liên quân số lượng mỗi ngày đều tại chợt giảm. Cũng may các đại đạo thống nội tình kinh người, trong thời gian ngắn cũng vẫn có thể kiên trì, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Thượng giới các đạo thống này bình thường mặc dù minh tranh ám đấu, lẫn nhau không đối phó, nhưng vẫn là có cái nhìn đại cục, việc quan hệ tồn vong, hiếm thấy bọn hắn có thể thả xuống ngày xưa ân cừu, nhất trí đối ngoại. Mà trong khoảng thời gian này, một tin tức truyền ra, làm cho cả thượng giới tu sĩ cái kia vốn là nỗi lòng lo lắng nhắc tới cổ họng. Vân vệ ti thiếu chủ, mất tích. Theo lý thuyết biết chuyện này chỉ có hai nhóm người, một nhóm là lấy es cùng không sợ thiên vương làm hạch tâm ma tộc đám người một nhóm là lấy hạ hầu ngạo tuyết cầm đầu những cái này ly quan hải hồng nhan tri kỷ những người này ma tộc chắc chắn sẽ không lộ ra chuyện này mà hồng nhan tri kỷ nhóm biết rõ ly quan hải tại thượng giới bi vọng cực lớn nếu như tại cái này quan khẩu đem hắn mất tích sự tình đem ra công khai ngoại trừ có thế gây nên khủng hoảng bên ngoài không có bất kỳ cái gì có ích cho nên bọn họ cũng sẽ không nói khủng hoảng cảm xúc tại tất cả tu sĩ trong lòng sinh sôi giống như là thuốc cao da chó đồng dạng trốn không thoát không bỏ rơi được. Chẳng trách bọn hắn như vậy kinh hoảng, thật sự là ly quan hải đối với thượng giới y nghĩa trọng đại, hắn được xưng là nam thiên một chỗ, chính đạo mẫu mực, hắn tôn sùng thân phận cùng siêu phàm chiến lực cũng không cần nhiều lời, mấu chốt hắn đối với tứ hải tiền tuyến chiến sự vô cùng để bụng, không chỉ có phái đi vân vệ ti cường giả gia nhập vào liên quân, càng là năm thì mười họa đưa đi số lớn vật tư. Thậm chí có đôi khi chiến sự khẩn cấp, hắn còn có thể tự thân tới chiến trận, trổ hết tài năng. Dạng này một cái có địa vị, có thực lực, còn có lòng trách nhiệm người, tại loại này người người cảm thấy bất an đặc thù thời kỳ, rất khó không trở thành trong lòng mọi người chỗ dựa, chỉ cần có hắn tại, liền có thể an tâm. Nhưng bây giờ chỗ dựa không thấy, các tu sĩ có thế không kinh hoảng sao? Giờ này khắc này, Đông Hải tiền tuyến. Có lẽ bây giờ đã không thể xưng là Đông Hải tiền tuyến, bởi vì phòng tuyến sớm đã triệt thoái phía sau đến trên lục địa. Phòng tuyến hướng về Đông đều là hoàn toàn hoang lương, ngày xưa những thứ này đất hoang cũng là màu xanh biếc dạt dào, bích thủy thanh núi, ngắn ngủi mấy chục ngày đi qua, vậy mà đã tàn phá đến nước này, lệnh nhân thổn thức liên quân chủ trong trướng nguyên soái hạ hầu trác ngồi tại thấp án sau đầu người buông xuống cho mày còn nhớ rõ vừa mới tọa trấn đông hải lúc hắn hăng hái tinh thần phấn chấn bởi vì khi đó hắn tràn ngập lòng tin tự tin chỉ cần mình thống lĩnh chúng tu sĩ nhất định có thể như một cây cái đinh giống như đóng đinh tại đông hải không để những cái kia bị xâm thực chi lực ô nhiễm sinh linh vượt qua phòng tuyến nửa bước kết quả bây giờ liên quân phòng tuyến vừa lui lui nữa cái này khiến trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút chán nản mặc dù hắn biết loại kết quả này cũng không phải là năng lực của mình không đủ, nhưng vẫn là có chút không dễ chịu. Hắn là phụ trách thống lĩnh liên quân đại nguyên soái, tam quân tướng sĩ đem tính mệnh cũng giao ở trên tay của hắn, mỗi người hy sinh đều biết để trong lòng của hắn khổ sở. Chủ trong trướng ngoại trừ hạ hầu trác bên ngoài, còn ngồi mấy người, như treo ngược điện điện chủ lệnh hồ thừa phong, linh hư núi chữ sông cùng tại hồng hai vị trưởng lão bắt võ kiếm vực trưởng giáo hạng cho ngạn cùng với lão tổ lôi thôi lão đạo bọn người ai cũng không nói chuyện bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề. Cuối cùng vẫn là lệnh hồ thừa phong mở miệng trước, hắn nói, chỉ sợ đợi không được ngày mai, hôm nay liền phải rút lui. Bắt võ kiếm vực trưởng giáo hạn cho ngạn đạo, xâm thực chi lực ăn mòn tốc độ so với chúng ta tưởng tượng nhanh nhiều lắm, ta dám chắc chắn, mấy chục ngày bên trong nếu như không thể trừ tận gốc, thượng giới liền xong rồi. Lôi thôi lão đạo than thở, ta cùng với những lão gia hỏa kia nghĩ hết biện pháp, như thế nào cũng không cách nào công phá đông hải đáy biển mặt kia kết giới. Đang lúc lúc này, bên ngoài lều chính vang lên vệ binh kinh hô nguyên nguyên soái quan hải thiếu chủ bọn hắn trở về toàn bộ đều trở về hạ hầu trác rủ xuống cúi đầu bỗng nhiên nâng lên hóa thành một vệt sáng xông ra doanh trướng những người còn lại theo sát phía sau ly quan hải cùng hạ hầu ngạo tuyết quả nhiên trở về không chỉ có bọn hắn trở về còn mang về mấy người tất cả đều là nữ tử hạ hầu trác bước nhanh đến phía trước dùng sức đập ly quan hải bả vai trên mặt u sầu chi sắc quét sạch sành xanh ha ha cười nói ha 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 trở về liền tốt trở về liền tốt a à. vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía hạ hầu ngạo tuyết ông nhu hỏi dọc theo đường đi nhưng có gặp phải nguy hiểm hạ hầu ngạo tuyết trả lời có bất quá cũng chỉ là tiểu nguy hiểm ân ừ. hạ hầu trắc gật đầu ánh mắt đảo qua thu mai cùng phạm đồng bọn người cũng không có hỏi thăm các nàng là người phương nào trực tiếp mang theo hai người trở về chủ sổ sách lệnh hồ thừa phong tại ly quan hải trên bờ vai vỗ một cái cười nói ngươi là không biết a à, ngay tại ngươi mất tích trong khoảng thời gian này những cái này tu sĩ trẻ tuổi kinh hoàng không chịu nổi một ngày còn náo động lên không thiếu nhiễu loạn tới đâu ly quang hải kinh ngạc nói ta trong lòng bọn họ địa vị cao như vậy sao luôn luôn kiệm lời ít nói bắt võ kiếm vực tạ thiên quân nói tiếp đâu chỉ là cao đơn giản chính là giá hải tử kim lương linh hư núi hứa thanh thu chủ động hỏi thăm trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào đứng tại phu quân bên cạnh thân hạ hầu ngạo tuyết hơi hơi nhíu mày không thích nữ nhân này hỏi thăm khẩu khí nhà mình phu quân đi nơi nào làm ngươi chuyện gì một phen chuyện phím tự cựu đi qua, đám người cũng nhắc tới chính sự. Ly Quang Hải thế mới biết, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, thượng giới 3 phần 5 địa vực đã bị xâm thực chi lực cắn nuốt mất rồi, bốn cái tu sĩ liên quân gặp phải trước nay chưa có áp lực thật lớn. Hắn không khỏi cũng có chút bối rối, chính như hạng cho ngạn nói tới, mấy chục ngày bên trong nếu như không thể nghĩ ra phương pháp phá giải mà nói, thượng giới rất có thể liền muốn xong đời. Kỳ thực Ly Quang Hải có ba cái biện pháp, có lẽ có thể giải trừ thượng giới gặp phải nguy cơ. Một, tạo hóa thần thụ, tạo hóa thần thụ được xưng là hoàng mỹ tạo vật, tản ra sinh mệnh lực cùng tịnh hóa chi lực, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, nếu như đem cấy ghép đến Đông Hải, có lẽ có thể đem xâm thực chi lực căng nguyên trấn áp. Nhưng tạo hóa thần thụ đã chủng tại bên trong vũ trụ, không cách nào chuyển dời đến ngoại giới, cho nên phương pháp này cũng không có chút nào đi. Hai, Ma binh Ma binh có hủy thiên diệt địa uy năng, cũng có thể phá vỡ đông hải đáy biển mặt kia kết giới, chỉ khi nào vận dụng ma binh, tất phải kinh động cái kia âm thầm bố cục thần bí tồn tại, cho lên giới treo chọc tới càng lớn mầm tai vạ. 3. Hợp đạo cảnh, chỉ cần có thể đột phá hợp đạo cảnh, lấy trên người hắn đủ loại chí bảo tăng thêm, hắn có lòng tin có thể đánh tan kết giới. Nhưng muốn đột phá cảnh giới này, bằng vào tích lũy tháng ngày là không đủ, càng quan trọng chính là một cơ hội. Thời cơ đến, một cách tự nhiên liền đột phá rồi. Thời cơ không tới, bất luận như thế nào bế quan tu luyện đều không dùng. Chương 960, Địa Hoàng Điện Thánh Nữ Thái Độ Khác Thường Vân vệ ti thiếu chủ quay về tin tức rất nhanh liền tại Đông Hải liên quân bên trong lan truyền ra, những cái kia tâm thần không yên tu sĩ tại nghe thấy tin tức này sau, không khỏi là trọng trọng nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm đó lại bạo phát một hồi đại chiến, bị ô nhiễm sa đọa sinh linh đối với liên quân phòng tuyến phát khởi xung kích. Liên quân đã không còn giữ lại chút nào, tất cả trấn thủ ở tiền tuyến huyền thần cảnh cường giả toàn bộ điều động, bọn hắn chủ yếu phụ trách cùng những cái kia đã trưởng thành cực kỳ cường đại sa đọa sinh linh chiến đấu, tận khả năng đem bọn nó từ trong chiến trường dẫn đi. Bởi vì loại trình độ kia chiến đấu, dù chỉ là tiết lộ ra một tia dư ba, liền có thể dễ dàng diệt sát một đoàn tu sĩ. Sa đọa sinh linh là không sợ cơ hờ tết, bởi vì bọn chúng nhục thân sau khi cờ hờ tết đi, khí huyết cùng sức mạnh liền sẽ gia trì đến khác sa đọa sinh linh trên thân, cái này cũng là vì cái gì liên quân vừa lui lui nửa nguyên nhân. Giết không hết, căn bản giết không hết. Hơn nữa còn càng giết càng mạnh. Nguyên bản những thứ này sa đọa sinh linh cũng không cường đại, tu vi không cao phổ thông tu sĩ đều có thể một chọi một mảng lớn, có thế dần dần, những cái kia bị chém giết sinh linh sức mạnh gia trì đến cái khác sinh linh trên thân thực lực tổng hợp đề thăng các tu sĩ chiến đấu cũng biến thành càng gian khổ đừng nói một chọi một mảng lớn có đôi khi một đối mục đều quá sức mà có thể để cho huyền thần cảnh đại năng tự mình xuất thủ sa đọa sinh linh lại nên bao nhiêu sa đọa sinh linh sức mạnh tăng theo cấp số cộng đâu đại chiến hết sức căng thẳng tiếng oanh minh bên tai không dứt màu sắc sặc sỡ pháp lực dư ba trong chiến trường phát tiết khuếch tán đủ loại nguyên tố trộn chung tựa như một hồi hoa mỹ diễn hỏa biểu diễn tất nhiên gặp được Ly Quang Hải đương nhiên sẽ không keo kiệt khí lực. Hắn vận chuyển kim cương bất hoại thần công bảo vệ quanh thân, một ngựa đi đầu nhảy vào chiến trường, trưởng vận kim long, không ai có thể ngăn cản. Dĩ Tạ Thiên Quân cùng Hứa Thanh Thu làm đại biểu một đám trẻ tuổi thiên kiêu mặc dù cũng là dũng mãnh giết địch, biểu hiện ra màu, nhưng cùng Ly Quang Hải so sánh, khó tránh khỏi không bằng anh bằng em. Ly Quang Hải trong chiến trường ngang dọc qua lại, thần thông phép thuật tầng tầng lớp lớp, mỗi một dạng đều ảo diệu tinh thâm, uy lực vô tận, có hắn như thế cái có thể xưng máy cắt cỏ một dạng tồn tại, đại đại hóa giải phổ thông tu sĩ nhóm áp lực. Toàn trình cũng là ly quan hải ở mũi nhọn phía trước loạn giết, bọn hắn thì đi theo phía sau, phụ trách đối với những cái kia may mắn không cờ hờ, tết ra đọa sinh linh tiến hành bổ đao, đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Long long long. Một đầu tham bỉ cửa thành cao lớn, bộ dáng có chút giống ngu sa đọa sinh linh va chạm mà đến, đại địa ù ù cự chiến, thanh thế dọa người. Ly quan hải một mắt nhìn ra đầu này quái ngưu sâu cạn, rất cường đại, thân thể sức mạnh tham bỉ nhân tộc huyền thánh cảnh cường giả. Nhưng mặc kệ là huyền thánh vẫn là huyền tiên, trong mắt hắn đều chỉ bất quá là một đoàn thịt nhão thôi. Hắn đang muốn một chưởng vỗ ra, bên tai bỗng nhiên vang lên một hồi gấp rút mà sắc bén kiếm minh, chỉ thấy một đạo kiếm quang từ trời rơi xuống, đầu tiên là gọt quái ngưu đầu người, sau đó bắn ra vô số như sợi tơ một dạng kiếm khí, đem cửa thành lớn quái ngưu chém làm sương máu. Lục Tuyền tỉnh ngự kiếm mà đến, vẫn là cái kia thân bạch y tung bay, không nhiễm trần thế. Ly Quang Hải bước ra một bước, pháp tắc lĩnh vực khuếch tán ra, bao phủ bốn phía mấy chục trượng phạm vi, đem phạm vi bên trong tất cả sa đọa sinh linh diệt sát tại chỗ. Hắn nhìn xem Lục Tuyền Tỉnh, kinh ngạc đạo, ngươi sắp đột phá huyền thánh. Lục Tuyền Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, ta thần hải bên trong có một cổ lực lượng đang thức tỉnh, cho nên ngày gần đây tu vi của ta mới có thể đột nhiên tăng mạnh." Thật đáng mừng. Ly Quang Hải từ đáy lòng nói một câu, sau đó cố y trêu đùa, biết ta trở về, cho nên liền không kịp chờ đợi chạy đến, muốn nhìn một chút ta có hay không không việc gì, đúng không? nếu là lúc trước, vị này từ trước đến nay thanh lãnh cao ngạo địa hoàng điện thánh nữ nhất định sẽ gương mặt lạnh lùng phủ nhận, đồng thời mắng hắn tự mình đa tình. Nhưng lần này nàng lại thái độ khác thường không có phủ nhận, càng không có mắng hắn tự mình đa tình, cặp kia như như nước của mùa thu con mắt nhìn xem ly quan hải khuôn mặt, hỏi, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy? Như thế nào các ngươi người người đều muốn hỏi một lần? Ly quan hải cười khổ, chợt nói, ta bị kéo vào trong vết nứt không gian, đến hạ giới. Trước giải quyết phiền toái trước mắt, chuyện cụ thể ngày sau hãy nói nhị nhân hiệp đồng chiến đấu, kiếm khí trưởng ảnh gào thét qua lại, mặc dù cơ bản không có liên thủ chiến đấu kinh nghiệm, giữa hai bên lại phối hợp tương đương mặt khế, tựa như tâm hữu linh tê đồng dạng. Bọn hắn hóa thành một cổ kim lam đang vào gió lốc, trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, vô số sa đọa sinh linh bị giảo vì sương máu. Một chỗ khác, đồng dạng trong chiến trường tham dự chiến đấu hạ hầu ngạo tuyết đem hai người liên thủ một màn nhìn ở trong mắt, vị này hạ hầu tiên triều nữ đế trong lòng rất cảm giác khó chịu nhi, đồng thời trong lòng cũng nhớ kỹ khoản nợ này, trò có thời gian nhất định định phải thật tốt thanh toán một chút. Chính diện chiến trường cơ bản đại cục đã định, có ly quan hải cái này của máy giết chóc tại, sa đọa sinh linh rất nhanh liền bị bại. Đang lúc tất cả mọi người thở vào nhẹ nhõm thời điểm, hướng đông nam thâm không bỗng nhiên truyền đến như cự kình khóc nỉ non một dạng kêu to. Đám người nhìn về phía chân trời, chỉ thấy ám trầm thiên mạch bên trong, một đạo vô cùng to lớn bóng người to lớn bơi tới, kèm theo sấm sét vang dội. Chợt nhìn, tựa như một tòa núi lớn bay trên trời. Lúc này, mấy đạo thần hồng từ phía đông nam chạy nhanh đến là lôi thôi lão đạo cùng một đám huyền thần cảnh đại năng đến từ linh hư núi tại hồng cương vừa hiện thân liền phát ra lôi đình rống to tất cả mọi người nhanh chóng rút lui nơi đây các tu sĩ không rõ ràng cho lắm nhưng trong đầu có loại đại sự cảm giác không ổn đang thao túng pháp bảo giết địch hạ hầu đứng thẳng tức ra lệnh âm thanh tại tất cả tu sĩ bên tai vang dội tam quân nghe lệnh lập tức rút lui trong chiến trường các tu sĩ hiển nhiên đã có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh nguyên soái tuyên bố quân lệnh trong nháy mắt không có bất kỳ cái gì một người có chỗ do dự, lập tức vận chuyển huyền công, điều động pháp lực tràn đầy quanh thân đại huyệt, riêng phần mình thi triển thân pháp hướng về hướng chính tây bỏ chạy. Ly Quan Hải một chưởng vỗ nát một đầu giống hô lại giống con rùa sa đọa sinh linh, nghiêng đầu, ngươi đi mau. Lục Tuyền tỉnh đạo, cùng một chỗ. Ly Quan Hải nhìn nàng một cái, cười nói, yên tâm đi, ta có thủ đoạn tự vệ. Hảo, ngươi lo lắng. Lục Tuyền tỉnh không còn xoắn xuýt, hóa thành một đạo thần hồng sông lên trời. Mấy cái nháy mắt, tràn đầy chân cục tay đứt trên chiến trường đã tìm không thấy dù là một cái tu sĩ thân ảnh. Quân lực như núi bốn chữ tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế, không thể không nói, hạ hầu trác mang binh quả thật có một tay. Ly quan hải lòng bàn tay không gian phù văn lấp lóe, cùng một đám huyền thần cảnh đại năng tụ hợp, nhìn qua phía đông nam thiên mạc cái kia ảnh chân dung cá một dạng sa đọa sinh linh, hỏi, súc sinh kia có gì cổ quái? Có thể để cho mấy cái huyền thần cảnh đại năng liên thủ đều đối trả không được quái vật, hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng có chỗ kỳ lạ gì.